Đây, bạn nêu chim non nuôi rất là bóng đẹp đấy. Con chim này là con chim mà nó dọi dọi ra như này. Các bạn nuôi chim mà thấy lông trơn mượt nhanh chim như thế này là con chim tốt thuần, và sau này nó sẽ rất là nhanh lớn mập đó. Chim nuôi rất tốt đó, các bạn có thể thấy là gì, chim rất là ngoan. Cho vào đây, ăn xong rồi. Chim cu gáy là cái giống chim mà nó là diều ngoài. Nó là giống chim diều ngoài, nó là ăn rất nhiều. Đó. Các bạn nên có những phát ra những âm thanh riêng biệt để đó chúng trở thành một thói quen. Đấy. Nhìn thấy xi lanh dơ ra là chúng đến ngay. Đấy. Các bạn có thể thấy đây là đôi chim rất là đẹp. Đấy. Các bạn yên tâm khi mà mua chim giống của bên cơ sở Vũ Văn Thao, số điện thoại là 01 63 530 5982. Tại sao là các bạn có thể thấy là những con chim đây là những con chim chúng đang ấp. Các bạn thấy không, chim đang ấp. Nuôi con địa chỉ của bên mình là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó. Thì các bạn có thể thấy là những chú chim. Đây là chú chim đang ấp. Đang ấp ở trên cái rổ. Đấy, cái đuôi thò ra này. Đấy. Toàn chim ấp nở đẻ liên tục. Đây là con chim đó, đây là con chim trống.
rất là hoang dã, rất là tự nhiên. Chim của mình thả là chim non của mình rất là khỏe mạnh, các bạn yên tâm. Bên này là một ổ sơ cua nữa này. Các bạn có thể thấy là đây này. Đó. Chú chim rất là nhiều. Đó. Tuốt tuần tuột toàn chim. Bên này là đang ấp này. Vườn chim của mình thì rất là hoang dã thôi các bạn ạ. Đây trên kia là rừng rừng chim. Đây là chúng gần như là đang ấp đang nuôi con rất là nhiều. Các con thấy đây đang ấp. Đó. Đó. Đang ấp. Như các bạn thân mến, đây là cái mẫu lồng chim mình mới cho ra để phục vụ cho những con chim sinh sản. Đây là cửa hình tròn nha các bạn nhé, sau làm cái tay áo cho khỏi ra. Đó. Thì đây là ổ này. Đó. Các bạn xây làm như thế này, khung xương như này, rất là đơn giản nhưng mà rất hiệu quả. Đó. Mình vừa làm thêm 150 cái này nữa. Thì các bạn thân mến, là các bạn làm đắp chân như này chuột nó không vào được. Lưới này thì sau 1, 2, 3 năm các bạn thay được, rất là hiệu quả. Đó. Mà rất là đẹp. Đó. Các bạn hàn cả que bộ. Đây là khuôn viên, đây là những ô chuồng rất là nhiều đúng không các bạn. Đó. Mình nuôi chim bao giờ mình cũng hạ thổ, riêng chim cu gáy của bên mình là lúc nào hạ thổ, các bạn đừng nghĩ là nó thừa, cái đấy nó rất tốt cho chim. Số tài khoản của các bạn có thể giao dịch nhanh với bên mình là 2210 205 156 681. Chủ tài khoản là Vũ Văn Thao, là tên mình. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì. Các bạn kẹp tay như này cho nó há mồm như kiểu mẹ bón. Các bạn nghĩ từ từ này. Đó. Cái ưu điểm của cái phương pháp này là các bạn không bị văng cám ra miệng, ra cổ, và chim nó nháy 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 nuốt ực như kiểu mẹ nó ợ ra. Và nó các bạn không được phịt phịt mạnh, xịt bóp bóp nhanh tay để nó sẽ bị vào cái thanh quản và nó chảy xuống phổi thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến chim. Đó, ưu điểm của cái này các bạn phải có kinh nghiệm bón.
thì các bạn pha nó loãng thì nó rất là chim nó rất thích, tại vì các bạn để ý là chim mẹ nó nuôi chim con là nó uống uống rất nhiều nước, cái việc nước để cho nó tiêu hóa rất là tốt. Đấy, các bạn đưa ngón tay vào đây. Nhích từ từ. Đó. Đây là những chú chim là các bạn mua là mình có thể chuyển cho các bạn, trông nó rất là khỏe mạnh, nó giỏi giỏi này. Đó. Mới đây mình có sử dụng thêm một cái sim nữa, do cái lượng làm thoại quá nhiều, các bạn có thể gọi vào số 0989 177 982. Ok, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm cái kênh chim cô gái hay của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có được những con chim hay, và nhớ là đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Đó, các bạn thấy không, con chim rất là đẹp. Đó, con chim này chuyển cho các bạn là rất là hợp lý.